ơi, bàn này được 427.000 đây này. Thế theo chị mình không phải là 4 dấu á. Đấy là 300, nhưng em lấy nhỉ? 212 cộng là 600, 600 là 4 dấu đấy. Đòi lại đi. Thôi 3 dấu chị ạ. Ôi. Tên là gì nhỉ chị? Em chả biết tên. Hành thôi. Củ hành, củ hành. Sao chị kể lại cái phiếu? Đây đi xin hoàn rồi. Đừng gửi người ta cái tem đấy cho nó nhé. Người ta nhé. Là được 10 tem và được cái voucher thì giá 200.000. Một con đúng không? Một con là 3 lạng thịt quay đúng không?